giờ nói chuyện mà giờ nói về cái vị thế của mấy thằng ba que, cái thời điểm này á, hiện nay nó đi đâu về đâu. Như các bạn đã biết ấy, thì cách đây vài ngày thì ở Mỹ xảy ra một cái chuyện ở Cali á, là khi một cái ông thống đốc bang á, của bang Cali, ông nói là cái COVID-19 ấy, thì ông thống đốc bang của Cali, bang Cali ấy, ông nói là cái dịch COVID-19 này ấy, xuất phát từ cái tiệm nail. Rồi ông cho lên ông đóng cửa cái nail, các tiệm nail của người Việt ở Cali dài hạn. Thì trong cái tình cảnh đấy các bạn đã biết đó, cái người làm nail người ta rất là khổ sở. Nhưng một cái bộ phận mà cái bọn cái tội gọi là người Việt quốc gia đấy các bạn, mà khi nghe được cái tiệm nail mà bị thống đốc bang mà ra lệnh là đóng cửa dài hạn á, bọn bác quen im hết, bọn chống cộng im hết, chứ gọi là người Việt tị nạn cộng sản im hết. Vậy mà tối ngày các bạn biết không, tối ngày nó gọi là nó đấu tranh cho nhân quyền, cho đất nước Việt Nam, cho dân chủ, vậy mà cái cộng đồng người Việt ở hải ngoại á, ngay tại Cali á, người ta bị thống đốc bang á, đóng cửa tiệm nail á, những cái lời lẽ kỳ thị á, vu khống như vậy á, cũng mà có thấy thằng thằng sọc nào xuống đường biểu tình đâu, không thấy một thằng nào xuống đường phản đối hết, mà chỉ có những người làm nail người ta phản đối, trong khi cái bọn sọc lầu nó im hết, không một thằng nào xuống. Nó chứng tỏ rằng á, cái vị thế của bọn ba que nó ở đâu, ở Cali vị thế ba que nó ở đâu. Cộng đồng người Việt ấy, nhất là người làm neo bị ảnh hưởng rất là nặng vì một cái tuyên bố của ông thống đốc bang, vậy mà ba que im hết, chứng tỏ rằng ấy, cái vị thế của nó trong lòng nước Mỹ chẳng là cái chỉ là rác rưởi, chẳng có tiếng nói gì hết. Vậy mà tối ngày nó khoác lác là làm như là ghê lắm, dữ dội lắm, rồi đấu tranh dân chủ nhân quyền là thỉnh nguyện thư là đủ thoại cái. Tại sao cái việc ngay trước mắt bọn mày á, tiệm nail á bị thống đốc bang kỳ thị á, vu cáo như vậy á, ảnh hưởng biết bao nhiêu người á, tại sao không tụi mày không thỉnh nguyện thư đi, gửi thỉnh nguyện thư lên phản đối đi, bân đồng bào đi chứ, ngay trước mắt tụi mày đấy. Mày chửi ở Việt Nam làm gì hả? Mày đấu tranh cái gì trong khi đồng bào mày bị kìa, ngay tại Mỹ kìa, ngay tại nơi mày ở kìa, bị kỳ thị kìa, bị đóng cửa kìa, bị thất thu kìa, sao mày không đấu tranh? Hay là mày chỉ là chó à, mày sọc lồn, mày không có quyền để mày chống lại cái lệnh của thống đốc bang. Mày chỉ là cái thứ rác rưởi ở nước Mỹ thôi, đâu có dám phản đối đâu. Chào Lý Thăng Thiên, mình bị ốm bạn ơi, giờ đang ốm thế này, đâu có live stream ở đâu. Thì mấy thằng bạn Vũ Văn Đương, mấy thằng ba que khỏi nói rồi, cái lời lẽ nó ngang ngược bố láo lắm, khỏi tôi khi nghe tôi nói rồi nó mất dạy quá, mình bắt que khỏi nói. Ở đây tôi nói ấy, ở Cali tại sao mà cộng đồng gốc Việt ấy, làm neo mà bị như vậy ấy? Lúc bà người ta làm ông ấy tuyên bố như vậy ấy, không thấy một thằng sọc lên tiếng ấy. Kể cả trên Facebook không thấy thằng nào lên tiếng, không thấy thằng nào xuống đường phản đối ấy. Thì những thư đúng mày đâu hết rồi cả mấy ba que gửi đi. Tao đợi mấy ngày tao không thấy một cái thỉnh nguyện thư nào của mày gửi á. Sao mày hèn vậy? Ừ? Mày là cái giống gì vậy? Ừ? Cộng đồng người Việt á, sao mày không đấu tranh đi? Tối ngày mày chửi Việt Nam làm gì? Ừ? Đi em, ta khổ quá vậy đây. Ngay trước mắt bọn mày đấy, đấu tranh đi. Lũ bọn mày là cái lũ mà lũ khốn nạn, cái lũ cái vị thế bọn mày ở nước Mỹ chẳng đáng có đinh gì hết, hiểu chưa?
Bà que không làm một cái đinh gì của nước Mỹ, chỉ có lũ ăn đám xã hội thôi. Người Mỹ coi tụi mày chẳng như một thứ rác rưởi ấy. À, chà ăn chu fan hả? Đến nỗi mà coi tụi mày như mà chán tụi mày, người Mỹ ra rất chán tụi mày, mà chỉ cái bổn phận đã nuôi tụi mày vì tụi mày ngày xưa chiến đấu cho Mỹ thôi. Người ta bổn phận đã nuôi tụi mày, trả ơn tụi mày, trả công tụi mày thôi. Vì vậy ta nói á, mấy thằng ba que á, nhất là ở Cali á, tụi mày im cái mồm mày luôn đi, đừng nói ở Việt Nam nữa. Vì ở Mỹ á, cộng đồng nằm neo á, thiệt hại nặng như vậy á, bị ông thống đốc bang ông cấm á, một thời gian dài á, mà tụi mày không đấu tranh được thì tụi mày đấu tranh cái gì cho Việt Nam ngay trước mặt mày mà. Hay tụi mày là chó không dám phản lại, không dám phản đối lại lệnh của thằng chủ? Tao nhìn thấy hành động của tụi mày tao rất là bực, sự dối trá. Tối ngày thì bô bô cái miệng đấu tranh cho dân chủ nhân quyền cho đủ loại cái hết, tối ngày gửi thư này thư kia lên, cuối cùng á tụi mày nó bảo kia cho nó lấy cho chúng tao. Thế tụi mày có gửi thư gì không? Gửi thư gì chưa? Gửi thư cho thống đốc bang chưa? Mày đấu tranh kiểu gì vậy? Đồng bào bị kia. Và từ đó tao thấy cái vị thế bọn mày chẳng có cái vị thế gì ở nước Mỹ. Đừng có lên mặt. Thời đại này ai cũng biết bọn mày là cái gì rồi. Mày chỉ lừa mấy thằng ngu con ngu chứ người có hiểu biết mày không có lừa được đâu. Hết những thằng như Phan Kỳ Nhơn, thằng là Tân Thái, cái thằng gì ấy, tụi mày xông lên tiếng đi. Xuất hiện đi chứ, người Việt quốc gia mà dân giá lắm mà. Tại sao vậy? Để ông Mỹ ông chửi thống đốc bang á, nó nói á, hiện neo là nguồn lây Covid-19. Rồi sao? Phản đối chứ. Từ cái chuyện này ta thấy trên toàn cầu, chứ không chỉ riêng nước Mỹ, cái cộng đồng sọc lồn bọn mày á, giờ cái giá trị bằng không rồi, chẳng có cái tác dụng gì hết, chẳng có cái giá trị gì hết, chẳng ai coi ra vấn đề gì á. Mà tối ngày là gì ra yêu sách là với cộng sản, với nhà nước Việt Nam, gọi là thằng Nguyễn Văn Đài á, gọi là gì suy nghĩ của người Việt quốc gia, người Việt quốc gia muốn cái gì? Ủa tụi mày là người Việt quốc gia nào? Mà xem cái vị thế của mày, của mày như thế nào, mày hăng nói mày là người Việt quốc gia. Rồi bọn mày trên thế giới tụi mày làm được cái gì nào? Lực lượng lực của bao nhiêu? Coi tụi mày chỉ là thứ rác rưởi thôi. Tao không muốn chửi tụi mày, nhưng mà tụi mày hành động tụi mày hèn quá, hèn nhưng mà khoác lác, làm như vẻ ta đây người Việt quốc gia chúng mày là ghê lắm, dữ lắm á. Chắc Facebook nó chưa cho mình like, mời á, mới để tính năng mời like lại thôi, chứ nó chưa hùng mà. Không biết anh Bình Hùng như nào, thấy là sao mấy thằng sọc ở bên Cali á, nó thấy mấy tiệm nail của người Việt mà bị ông thống đốc bang nói là nguồn lây nhiễm Covid-19 mà nó chẳng phản ứng gì á. Đấy chắc phải hỏi anh Gióc Di Hùng Trần mới biết được thôi. Bọn nó hèn quá, nó không dám biểu tình, nó chống đối, nó phản đối lận này. Nói thật đấy, mình que hèn lắm. Mày hỏi những người nào bên Mỹ á, người ta nói à, mình chửi như bạn Nguyễn Trần Quyết à, mình chửi mấy cái thằng mà ở Cali á,
có ông thống đốc bang cũng muốn nói là bây giờ là cái dịch Covid 19 là nó liên quan tiệm nail, nó xuất phát từ tiệm nail, mà tiệm nail là của người Việt. Ông đòi đóng cửa một thời gian á, thì những cái người mà làm nail người ta rất là khổ sở, người ta phản đối rất là dữ dội. Trong khi đó mấy thằng sọc nó không có nói điều gì hết á, nó không có làm hành động gì để nó phản đối, để nó đấu tranh cho cộng đồng á, mà nó chỉ soi mó vấn đề Việt Nam thôi. Đấy, mình chửi hành động như vậy. Một cái bọn mà sống nó giả dối, một cái bọn mà cái vị thế của nó ở trong lòng nước Mỹ ấy, nó chỉ là thứ rác rưởi thôi, không có một cái tiếng nói gì trong nước Mỹ hết. Đến nỗi mà cộng đồng người Việt đã bị như vậy, nó không lên nó nói được một câu nào, một tiếng nào, cả trên Facebook lẫn trên ngoài thực tế luôn.